Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và gần đây thì mình có làm một bộ máy tính về một cấu hình Full AMD và mình đã cài Steam Deck OS lên đấy. Nhưng mà trong video đó thì mình đã không test bất kỳ cái gì cả liên quan tới sự so sánh giữa Windows và Steam Deck. Vì đơn giản mình cảm thấy rằng một cái hệ điều hành dành cho Steam Deck ấy, nó là hệ điều hành tối ưu cho những máy yếu, những máy nhỏ với một mức cấu hình không quá cao. Thế nên là việc mà lựa chọn Ryzen 9 7950X với cả RX 790XT nó không xứng đáng cho lắm, đúng không? Với cả 64GB nữa thì nó không đáng với cả cái SteamOS. Với một cấu hình như thế thì dùng chơi Windows hay SteamOS thì vẫn thoải mái thôi. Nhưng hôm nay mình sẽ chơi cho anh em với một cấu hình máy yếu hơn một chút với mệnh giá chỉ dưới 10 triệu thôi và thử cài Steam Deck lên đấy xem hiệu năng chênh lệch giữa Windows và SteamOS nó như thế nào nhá. Ok, để bắt đầu câu chuyện thì với một chiếc CPU tầm 2 triệu thì Ryzen 5 5500 là một lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Nó có 6 nhân 12 luồng với mức xung tương đối là ổn. Mỗi tội một chút nhá, nó bị cắt đi phần một chút cache so với cả 5600 và 5600X. Đồng thời PCIe nó không phải là PCIe 4.0. Thế nên là khi mà nói về làm việc ý, thì em CPU này mạnh ngang gần bằng với cả 5600 với cả 5600X. Nhưng mà về chơi game thì thua khoảng tầm từ 10 tới 20% tùy vào các tựa game anh em ạ. Nhưng tất nhiên việc lựa chọn AMD AM4 này, cái chip này thì chúng ta có thể chơi với bất kỳ main nào mà chúng ta muốn trong khoảng tầm 4-5 năm gần về đây. Và mình lựa chọn một chiếc main cực kỳ rẻ, đó là Prime A320MK. Nhưng mà mình đang hơi quan ngại một chút bởi vì chiếc main này hình như tồn kho hơi lâu nên nó mới chỉ update đến Ryzen 3000 thôi. Và mình sẽ thử gắn con CPU này xong rồi xem nó có hoạt động đâu nhá. Hay có gì đấy thì mình sẽ update hốt sau. Ok. Con main này thì là một con main rất cơ bản luôn. Em này như kiểu là main H ấy. Đấy, main H ra, nhưng mà đây là main A. Và nó có thể gắn được những CPU của AMD. CPU AMD anh em nhớ né mấy cái chân ra, cong chân là phải nắm lại đấy, mà gãy là chịu luôn. Nói thật thì mấy cái chân này nó cũng không đến mức gọi là mềm quạt lắm đâu này. Anh em nhìn mình đang sờ nó, nó không đến mức, nó cũng khá cứng ấy. Nhưng mà vẫn nên cẩn thận. Lắp CPU đơn giản lắm anh em ạ. Bây giờ chỉ cần mở cái này ra này. Đấy, mở ra xong nhìn cái tam giác ở góc trên này, rồi sau đấy cho CPU vào đúng tam giác góc đấy thôi. Thường là chữ Ryzen nó sẽ hướng về đây và hướng về đây. Xong em thả vào là xong. Lắp xong CPU chúng ta sẽ phải lắp đến tảng. Thì bởi vì đây là một chiếc CPU AMD và nói thật thì nó tốn không nhiều điện này. Thứ hai là nó không tốn quá là nhiều nhiệt, nó không gây quá nhiều nhiệt. Thế nên mình sẽ dùng tản stock thôi. Và cái tản stock của AMD thì khá là chắc chắn và cứng cáp, không như kiểu tản stock của Intel. Tản stock Intel nó dùng mấy cái lẫy để đỡ thôi, còn này là dùng ốc hết. Sau khi gắn quạt rồi thì xoáy đều 4 ốc rồi. Đẹp, vậy là xong tản nhiệt. Thì tiếp theo nữa sẽ là RAM. Mình hiện tại ở đây là mình đang chọn cho các bạn được chỉ là 8GB thôi. Không phải thanh này nhé, không phải thanh này. Thanh này chỉ là mình lấy tạm thôi. Chiếc thanh mà mình định chọn là một cái thanh có 600.000 à. 600.000 hay 500.000 một thanh ấy. Đấy là thanh không LED mà có 8GB, 3200 thì sử dụng hoàn toàn ok với bộ máy này. Và lý do tại sao mình không chọn 16GB bởi vì đơn giản là mình muốn thể hiện cho anh em rằng cái lợi thế của cái SteamOS hay là SteamOS nó như thế nào. Nó cực kỳ tốn ít RAM luôn. Và cuối cùng là ổ cứng. Thì hôm nay chúng mình sẽ dùng WD Black SN850. Không anh em nhá, không dùng con này. Thực ra con này hiện tại đang là ổ cứng, cái Western Digital này đang là ổ cứng chính trong phòng của mình. Trong tất cả các buổi livestream, tất cả các bộ máy mà mình lắp ấy thì đang dùng con ổ này, là con SN850. Đây là ổ Gen 4 1T. Nó tốc độ khá là cao và thực sự rất là chất lượng PCIe Gen 4. Nhưng bởi vì là nó dùng cho tất cả các máy như thế, thế thành ra là ôi dồi ôi, nó chứa bao nhiêu thứ dữ liệu linh tinh luôn. Xong rồi nó cứ cài lại Windows, xong rồi cứ mỗi lần là đổi sang máy AMD thì lại phải một cái, xong đổi sang máy Intel lại phải một cái, xong rồi đổi sang máy AMD lại một cái. Thế là rất là vấn đề. Nên là mình đang lựa chọn hôm nay, mình đã tự sắm cho chính mình một chiếc WD Black SN770 anh em ạ. Em này cũng là PCIe Gen 4, tốc độ có thể thấp hơn một chút, nhưng nó vẫn là một rất chất lượng, đồng thời mức giá của nó rất là ok luôn. Và em này thì là phiên bản 500GB. Mình sẽ sử dụng em này ấy, là mục đích chính là để gắn cho những bộ máy. Ví dụ như này, mình sẽ là full, cái ổ này là full AMD, chỉ AMD thôi. Mình sẽ luôn gắn nó vào trong những bộ máy AMD. Trong này sẽ có luôn có driver AMD, luôn có driver cả driver CPU AMD để gắn vào đây. Cái tốc độ của em này thì như họ ghi ở đây là có thể lên tới 500, tức là 5GB trên giây anh em ạ, tốc độ đọc.
tức là một tốc độ rất là cao. Nhưng tất nhiên rồi, đấy chỉ là tốc độ nằm ở trên PCIe Gen 4 thôi. Với bộ máy này ấy, thì nó chỉ chạy ở Gen 3 thôi anh em nhé. Thế nên là anh em lưu ý khi mua một ổ cứng thì lựa chọn đúng gen cho mình. Còn đây là để mình có thể tương thích với cả Gen 6 này, AMD 6000 này, AMD 5000 này, AMD 4000, 3000, 2000 các kiểu, đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Và khiến cho cái việc lựa chọn N770 này là một lựa chọn hoàn hảo, 500GB. Tính ra như có 2000 trên GB hay là 2000 hay 2500 mình chả nhớ nữa. Nói chung là một mức giá rất là rẻ. Và mua một chiếc SSD Gen 4 như này thì quá là đơn giản luôn. Đây, đây 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 nha. Đây để anh em so sánh này. Đấy. Nhìn trông khác, nhìn trông cũng khác đúng không? Đây là 770, còn đây là 850 này. 850 thì nó dày nặng hơn một chút. Nó có hai chip, con này thì có một chip thôi với cả controller nó nằm trên này. Đấy, controller của N850 như sau. Nhưng mà con này giá thì bằng có, hình như có bằng nửa tầm tầm đấy so với cả con này. Một mức giá khá là rẻ. Đấy, bây giờ để mình gắn vào bộ máy nhá. Cái em N750 này thì mình từng dùng một lần. Hồi đấy là mình làm cái video gì nhỉ? Nhồi 6 cái ổ cứng à? Nhồi 6 cái ổ cứng 12 vào trong một bộ máy, vui phết. Và theo mình nhớ hồi đấy là mình tìm hiểu em này cũng có cái công nghệ. Nó không có DRAM ở trên này đâu, nó không có RAM trên này đâu, nhưng mà nó sử dụng RAM của hệ thống của mình để tạo nên RAM cho chiếc nó. Nó khá là hay. Một phương thức để tiết kiệm tiền mà không hiệu năng vẫn ổn áp. Bộ máy chúng ta đã hoàn thiện về phần cơ bản rồi. Bây giờ thì cho vào trong vỏ cây nhá. Vỏ cây của mình được lựa chọn hôm nay, mà mình lựa chọn hôm nay đó chính là chiếc C6. Tại sao lại là C6? Bởi vì mang tinh thần, để có thể mang tinh thần của một chiếc PC, tức là tinh thần của một chiếc PC console nằm ở trên bàn của anh em ấy, thì nó sẽ là cần phải một cái vỏ cây nho nhỏ một chút. Và hiện tại thì công nhận là thị trường ETX đang bị downtrend, thế thành ra là rất là ít vỏ cây ETX được về hàng với cả Hacom. Cái chiếc này là chiếc nhỏ nhất mà mình có thể thấy, với mức giá vừa phải, nhẹ nhõm. Mức giá của nó chỉ có 800 hay 700 hay sao ấy. Hình như là 700, 800 là cho phiên bản có quai, còn em là em không quai anh em nhá. Và tại sao lại là một chiếc vỏ cây cần nhỏ như thế? Bởi vì anh em phải biết rằng là một cái console nó thường rất là nhỏ. Và nó nhỏ để làm gì? Để nó có thể ngồi ở trong phòng mà chúng ta không bao giờ cảm thấy rằng là nó luôn hiện hữu. Khiến cho cái việc mà lựa chọn một chiếc vỏ cây như C6 này là hợp lý cho bộ máy tính AMD của chúng ta. Ngoài ra thì em C6 này đã được nâng cấp rất nhiều so với cả những phiên bản trước. Phiên bản cũ nó là V10 hay V bao nhiêu ấy. Và nó sẽ có một cái gọi là full mesh luôn, khiến cho nó mát mẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà thực ra thì cũng chả cần phải lo lắm, bởi vì cả cái combo này nhá, CPU AMD này với cả cái con ổ cứng SSD N770 này, mát lắm, nên là không phải lo lắng lắm. Mở này, tất cả mọi thứ đều dùng bằng tay hết nhá, không có con nào dùng tool nhá. Mở này, mở mặt lưng này. Đấy, đẩy ra phát là có luôn này. Mặt trước luôn này, để cho nó thoáng tí nhá. Ok, tứ mặt đã bay màu rồi, bây giờ thì sẽ lắp main vào. Phải công nhận là con vỏ cây này dây nó hơi bị lỏng ngoằng anh em ạ. Tức là một cái vỏ cây nhỏ ấy thường sẽ bị vấn đề về dây. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một công tác, đó chính là theo như mình phân tích nhá, thì mình cảm thấy rằng bây giờ gắn nguồn nó sẽ, gắn cạp màn hình sẽ là phương pháp chuẩn hơn so với cả gắn nguồn trước. Bởi vì gắn nguồn thì xong rồi cho cạp màn hình rất là khó. Bây giờ mình sẽ gắn cạp màn hình trước anh em nhá. Thì chiếc cạc màn hình mà hôm nay mình lựa chọn cho chúng ta ở đây ấy, là một chiếc cạc mà mình đã từng sâu ra rồi. Và mình cũng hình như mình cũng đã làm video một lần rồi. Đó là chiếc cạc, đợi một tí, đó là chiếc cạc này, chiếc cạc RX6500XT. Em cạc này là một em cạc có một mức giá rất là rẻ. Hiện tại bây giờ còn có bao nhiêu, 2 triệu à, hay 2 triệu rưỡi, bao nhiêu đấy mình không nhớ lắm. Nhưng mức giá của nó thì rất là rẻ, và nó cực kỳ phù hợp với những anh em nào chỉ có nhu cầu chơi những tựa game eSports. Và chơi eSports và đấy, ở độ phân giải Full HD. Em này thì phục vụ tốt những cái nhu cầu như vậy. Và đồng thời một điều nữa là nó là một đối thủ cực kỳ hợp lý cho bộ PC Full AMD chạy Synthetic OS. Bởi vì cái Synthetic OS ấy, nó cực kỳ hoạt động tốt với cả những cái driver của AMD. Bởi vì trong Linux ấy, thì driver của AMD là một cái driver khá là open source. Cho nên là việc mà sử dụng driver AMD nó mượt mà hơn rất nhiều so với cả việc sử dụng với cả driver của Nvidia. Đấy, đó là do sao mà mình chọn chiếc AMD Radeon RX 6500 XT này.
Thì hôm nay mình lựa chọn con nguồn. Thực ra thì con này cũng anh em không nên chọn con này, anh em không nên chọn nhà. Bởi vì không phải là vì nó là con nguồn tệ. Về nguồn ấy thì tại sao mình lại bảo là anh em không chọn con này? Bởi vì đơn giản là đây không phải là một con nguồn tệ, mà đây là con nguồn quá đà với cả bộ máy này. Cái lúc đầu mình đang chọn nó chính là chiếc có 450W à? 450W cho bộ máy này của FFP, nhưng mà tự dưng chúng mình không mượn được hàng sample, thế là thôi, đành phải dùng con này đang có trên studio. Thì lý do tại sao lại không chọn con này, tại sao nó lại quá đà? Bởi vì bộ máy này nhá, tính ra tổng điện sử dụng nó chỉ còn tầm 200W thôi. Tầm đấy thôi, nhiều khi còn ít hơn cơ. Bởi vì con card này tiết kiệm điện, con CPU cũng tiết kiệm điện, mà nó không có nhiều bùng beng đèn RGB gì cả. Thế nên các bạn chỉ chọn một con nguồn khoảng tầm 350-400W hoặc là 500W là quá thừa thãi với cả bộ máy này rồi. Đấy, như công thức của mình tính ấy, 100% TDP của sản phẩm anh em dùng chính cộng với cả 70% TDP của sản phẩm anh em dùng bình thường và nhân đôi lên là thành con nguồn cực kỳ thoải mái, và tính ra thì khoảng tầm 400-450W với cả bộ máy này. Nhưng mà gắn con này thì cũng được, sau mà muốn nâng cấp máy lên chiếc card xịn hơn hay chiếc CPU xịn hơn ấy thì em này cũng sẽ đỡ được cho anh em cho tương lai. Còn nếu mà không ấy và muốn sử dụng bộ máy này lâu dài, không muốn nâng cấp nhiều ấy, thì chọn một con nguồn khoảng tầm 400-450W thôi. Đấy là cái lợi thế của AMD đấy anh em ạ. Thực sự rất nhiều sản phẩm của AMD mình cảm thấy rằng họ làm những sản phẩm tiết kiệm điện ấy. Cái hồi mà RX570 với 580 ấy, 200W cho một con card màn hình thì không nói gì rồi. Nhưng mà càng dần dần ấy thì đồ của họ càng lúc càng tiết kiệm điện hơn, khiến cho việc mua nó dễ dàng hơn và sử dụng nó dễ dàng hơn, việc lựa nguồn đơn giản hơn. Mà lại còn có cả PBO chứ. Hay đấy, cái đấy hay. Mình ở nhà mình đang dùng PBO anh em ạ. Tức là bật PBO lên để giảm điện sử dụng, tức là một cách để ăn vâu ấy. Trừ mình dùng trừ 20, tức là mọi thứ giảm, có phải gọi là quá tuyệt vời luôn. Mát mẻ CPU nhá, tiết kiệm điện nhá. Mà máy gần như mình dùng 5600X với cả 3070. Trời đất, máy nhá, không bao giờ dùng quá 300W điện rồi. Hứa. Mấy cái dây nguồn này, công nhận là con CV này thì nó cũng đẹp đẽ hơn một chút. Bởi vì đơn giản là cái con CV nó sẽ thế nào nhỉ? Nó được đi lại dây rồi, tức là dây nó không phải là dây RGB ketchup nữa, mà nó chỉ là một cái đống dây bình thường thôi. Nên là việc sử dụng nó đơn giản. Đây là dây PCIe, không phải cái này. Đây CPU đây. Đấy. Con này chỉ dùng có đấu cái con A bao nhiêu đây? Con A320 này có mỗi một đầu 4 pin thôi. Thế nên bây giờ mình phải gỡ cái đầu này ra. Mà cái đầu này được ở đây không mấy bạn bạch rồi đấy, tất cả được rồi, mỗi đầu 4 thôi. Dây loang hoang ạ, không biết là có được không. Con dây này dài quá, nếu mà con này phải dùng một custom hợp lý hơn. Con này quá nhiều dây luôn anh em ạ. Gắn xong đầu 6 pin thì mình thấy nhiều dây hơn hẳn luôn đấy. Bây giờ thì mình sẽ đóng gói lại nhá. Mình biết rằng là cái con máy này nhìn trông nhiều dây và nhìn trông hơi bầy bừa, nhưng nói thật thì bây giờ mà đi dây ấy, trong đặc biệt trong bộ máy với một cái config lạ như này ấy, anh em nó thật là anh em tháo ra anh em chỉ biết ngớ luôn. Hứa. Bởi vì đơn giản là nó rất là mệt và nó rất là ngại để làm điều đấy. Công nhận nó bộ máy rẻ tiền là khách nhỉ. Lắp vèo và xong. Ok, vậy là máy móc nó chạy xong xuôi mà rồi anh em ạ. Thì cái máy này mình xin nhắc lại về cấu hình một chút. Đó chính là chiếc máy này sử dụng chiếc CPU Ryzen 5 5500 với cả là 6x12 luồng cộng với cả chiếc RX 6500XT, và hiện tại thì mình đang gắn cho nó một chiếc SN770 anh em nhá. Em này thì là PCIe Gen 5 nhưng mà Gen 4. Em này PCIe Gen 4 nhưng mà hiện tại thì máy nó chỉ hỗ trợ Gen 3 thôi. Mình chỉ cắm cái mục đích để test. Và tại sao anh em lại bảo là ra lại có một con WD Black SN770 trên tay mình này? Thì câu trả lời là em này là một em khác mà mình mượn của Western Digital và mình cài Windows trên này rồi. Cái mục đích của nó là để so sánh giữa Steam Deck OS và Windows anh em ạ. Thì cái việc mà sử dụng một chiếc ổ cứng như này nó sẽ giúp cho anh em có thể dễ dàng load máy hơn, chạy Windows nhanh hơn, load mọi thứ nhanh hơn. Và điều đấy chứng tỏ bởi cái việc là mình bật phát là lên luôn, rất là nhanh chóng. Thì cái kết quả đây là gì? Mình sẽ phi phép đọc cho anh em. Thì mình chơi ở Cyberpunk ở mức setting là low, bật FSR ở mức quality thì mình nhận được trên Steam Deck OS là 75.98, còn ở trên Windows thì là 46.77. Còn GTA 5 ở mức setting là normal thì Steam Deck mình sẽ đạt được là 145, còn trên Windows thì đạt là 107. Còn trên CS:GO thì con số này khá là ấn tượng, khi mà trên Steam Deck mình đạt được là 478, còn trên Windows thì mình đạt được là 171 anh em ạ. Vậy thì chúng ta có thể thấy ở đây, sau khi mà mình đọc, mình xem kết quả và mình test ấy, thì mình nhận thấy rằng là kết quả nó quá là lớn, khoảng cách nó thực sự rất là lớn. Và mình phải test đi test lại tầm 4 lần. Mỗi lần mình còn cài lại Windows, mình cài lại Steam Deck này, mình
dùng cả capture card để có thể thu hình một cách chuẩn chỉnh nhất này. Và mình còn nói chung là làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng không có một cái gì ảnh hưởng tới cái hiệu năng khi mà sử dụng trên Windows cả. Mà kết quả nó vẫn như vậy. Kết quả vừa rồi mà mình đọc ấy là kết quả tổng hợp của 4 lần mình chạy đấy anh em ạ. Và tại sao lại như thế? Thì câu trả lời đó chính là cái tính chất của Windows và cái tính chất của SteamOS anh em ạ. Thì SteamOS hay chính xác hơn là CameraOS đang cài ở đây, nó là một cái hệ điều hành dành riêng cho việc chơi game. Tức là nhà sản xuất họ đã làm để có thể cắt bỏ tất cả mọi thứ, bỏ đi tất cả mọi thứ, chỉ để lại những thứ để cho anh em giải trí cơ bản, làm việc bình thường và chơi game thôi anh em ạ. Điều đó có thể chứng tỏ được ở cái mức RAM mà chúng ta sử dụng ở đây. Ví dụ như khi mà chỉ chạy ở cái nhìn trông bình thường bên ngoài ấy, thì chúng ta có thể sử dụng chỉ có 1,9GB RAM thôi. Còn khi mình vào chơi game thì rơi vào khoảng tầm 4,6, 4,8, 5.6 chấm thôi, chứ chưa bao giờ tạo tới cái mức 8 chấm mà chúng ta sử dụng đang cài ở đây hết. Còn không cần phải chạy một bất kỳ một app nền nào cả, thế nên việc sử dụng CPU cũng rất là thấp. CPU nói chung là sử dụng cực kỳ là thấp luôn, không cần có một tí sử dụng CPU nào hết. 20-30% là chuyện quá bình thường. Còn trên Windows thì Windows là một hệ điều hành sử dụng cho tất cả mọi thứ, nhưng vì nó sử dụng cho tất cả mọi thứ thế nên nó chả chuyên cho cái việc gì cả, nó không có một cái sự chuyên biệt gì hết. Thành ra khi mà chơi game, chúng ta không chỉ sử dụng game, chúng ta không chỉ sử dụng cho Steam, mà chúng ta còn phải bật những như là Windows Explorer, Windows Defender, Windows Desktop Manager, gọi là ABCXIE gì đấy. Tất cả những cái thứ ơ trên đầu đều được cài trên cái hệ điều hành Windows mà đang được cài trên chiếc N770 này đây. Thế cái việc mà có rất nhiều cái ứng dụng linh tinh như thế, nó đã đè nặng lên trên bộ máy của chúng ta. Bộ máy chúng ta cái code nó là rất mạnh, nhưng chúng ta chỉ có 8GB RAM thôi, dẫn tới việc khi mà chúng ta sử dụng chơi game thì luôn sử dụng hết cái 8GB RAM đấy. Đồng thời do phải chạy rất là nhiều các app nền, thế nên là CPU chúng ta load cũng cực là nhiều, 6 x 12 luồng, thế mà cũng load 80% đấy anh em ạ. Rất là ảo luôn đấy nhá. Thế thì bây giờ cái câu trả lời ở đây là gì? Cái sự ảnh hưởng đấy cực kỳ mạnh mẽ đối với những bộ máy tính yếu, không gọi là yếu đi, mà đối với những bộ máy tính bị giới hạn về cấu hình. Đó là do sao mà hôm trước mình lắp bộ máy Ryzen 9 với cả 7900XT mà mình không hề test so sánh giữa cả SteamOS và Windows, bởi vì đơn giản là khi mà chúng ta có một cái cấu hình cao như thế thì cái sự ảnh hưởng của Windows là quá thấp. Mà kể cả có sự khác biệt đi, ví dụ như là Windows 200fps, Steam Deck 240fps thì nó là 40fps đúng không? Khá là lớn, nhưng mà 200 vẫn là rất mượt, thế nên anh em không thể nào mà nhìn được cái sự chênh lệch đấy đâu. Còn một điều nữa, đó chính là cái việc mà sử dụng một cái hệ máy, ví dụ như là máy chúng ta đây, một chiếc Ryzen 5 5500 với 6 x 12 luồng, RX 6500XT với cả một chiếc N770 đây. Khi mà tính tổng cộng vào, không tính SSD nhá, thì bộ máy chỉ có 10 triệu thôi. Dẫn tới việc mà cài Windows nó là thứ khiến cho chúng ta bị giới hạn. Mặc dù khi mà dùng Steam bắt buộc chúng ta phải dịch game từ Proton, từ DirectX bằng Proton, thế mà hiệu năng vẫn cao hơn cả Windows. Nói đến đây thì nhiều anh em sẽ nghĩ rằng đến giờ phải đổi hệ rồi, nhưng câu trả lời là mình nghĩ chưa phải là lúc anh em nhé. Thì cho tới cùng, đây vẫn là Linux, SteamOS là Linux, Steam Deck chạy trên Linux, chạy trên Arch Linux anh em ạ, hay là cái CameraOS đây cũng là chạy trên Linux. Thành ra là khi mà chúng ta chơi game thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng đó chính là Proton mà mình vừa nói. Hiện tại là đang là Proton 8 rồi, thì Proton nó ổn, nó hoạt động rất tốt nhưng vẫn bị giới hạn anh em nhé. Không phải game nào cũng có thể sử dụng với Proton. Ví dụ như chả Liên Minh Huyền Thoại, anh em sử dụng Proton được, anh em sử dụng qua đó là Lutris rồi chơi Liên Minh bình thường. Nhưng với những game, đa số các tựa game có anti-cheat là sẽ không chạy được. Chẳng hạn như là rất nhiều anh em không thể chơi FIFA trên Steam Deck bởi vì nó có anti-cheat của EA, thành ra phải cài Windows thì mới có thể chơi được FIFA. Hay là có một số lỗi vớ vẩn đi, chẳng hạn như là khi mà mình chạy tựa game đó chính là Red Dead Redemption, thì không hiểu vì lý do gì mà mình cứ chạy là nó bị vấn đề, nó cứ bị đơ anh em ạ. Nó đơ thôi, nó cứ đơ, nó chả biết làm gì, nó cứ đơ thôi. Thế là mình bắt buộc không thể nào mà chơi được. Và nếu muốn chơi cái trò đấy thì mình bắt buộc phải cài một cái phiên bản Proton custom riêng. Và đấy, quá nhiều công sức để chỉ chơi một tựa game thì mình nghĩ rằng sẽ không, đa số anh em sẽ không làm. Cái thứ hai đó chính là tại sao mình lại bảo là CameraOS, bởi vì đơn giản cái thứ mình cài ở đây không phải là SteamOS, SteamOS, mà nó là CameraOS, là một hệ điều hành dựa trên SteamOS 3.0 để có thể tạo nên. Bởi vì đơn giản anh em nhìn ấy, nếu mà anh em search lên SteamOS ấy, thì anh em sẽ vào trang đấy, nhưng cái trang đấy không được update rất lâu rồi, từ rất là lâu rồi.
Nếu mà anh em bấm tải thì sẽ ra một cái ISO hay là cái hệ điều hành Steam OS dành cho Steam Deck, chỉ cài được trên Steam Deck chứ không cài được trên những cái PC của chúng ta, cái PC chứa Ryzen 5 5500 của chúng ta. Thế thành ra là một cái hệ điều hành không được sở hữu chính chủ, một hệ điều hành không được phát triển chính chủ thì mình nghĩ rằng anh em không nên cài. Và yếu tố thứ ba đó chính là những cái lỗi vớ vẩn của Linux. Dù có thể là Chimera OS, anh em cài Arch Linux hay là Manjaro hay là cài có Linux Mint hay là bất kỳ cái loại gì thì kiểu gì cũng sẽ gặp những cái vấn đề linh tinh khi mà sử dụng trên hội máy của chúng ta. Nó không phải là Windows, nó khác biệt hơn rất là nhiều so với Windows. Nó khó khăn hơn một chút, nó lệch lạc hơn một chút, nó có nhiều thứ hay ho hơn nhưng nó cũng nhiều thứ giới hạn hơn. Và đầu tiên là phần mềm khác này, hệ điều hành khác này, chơi game khác này, rất nhiều thứ khác này, hay có những lỗi vớ vẩn như là ví dụ như khi mà mình bật Cyberpunk ấy, nhiều lúc rất mượt nhưng nhiều lúc bị giới hạn TDP khiến cho cạc chúng ta như kiểu là Steam Deck ấy, nó chỉ chạy có 3W thôi và khi đó mức FPS thấp hơn rất là nhiều. Thành ra là mình khá là nghĩ rằng anh em chưa nên cài. Mặc dù nhá, mình rất là mong, mình rất kỳ vọng là Steam họ có thể cải thiện được cái hệ điều hành của họ và ra cái phiên bản SteamOS 3.0 lên trên desktop bình thường để nhiều người có thể sử dụng hơn. Bởi vì thực sự anh em nhìn nhá, một hệ điều hành này sử dụng mượt mà, cực kỳ mượt mà với cả một chiếc tay cầm, chơi thoải mái. Mà đây không chỉ là cái big picture của Steam thôi nhá, nó còn đem lại cái hiệu năng mượt mà vô cùng như mình đã chỉ ra ở bên trên với 3 tựa game của mình test. Nói tóm lại, Steam Deck, SteamOS là một hệ điều hành rất là đẹp nhưng mình nghĩ rằng nó vẫn còn rất nhiều giới hạn và giờ không phải là lúc cài. Nếu mà anh em muốn sử dụng ấy thì đừng dùng trên máy chính của mình mà hãy dạy cài ở những cái máy phụ, ví dụ như là những chiếc mini PC ở trên văn phòng, những chiếc mini PC ở trong cái phòng khách của anh em, để anh em có thể sử dụng một chiếc máy đó như là một cái hệ điều hành của PS4, PS5, sự Xbox, vân vân. Hoặc anh em có thể cài cho những anh em nào, những bạn bè của mình, những người em của mình, những người mà không chuyên về máy tính mà lại thích chơi tay cầm, những người nào mà chưa từng sử dụng PC bao giờ, chưa từng sử dụng Windows bao giờ mà người khởi điểm, xuất phát điểm là một chiếc máy PS hoặc là một chiếc máy Xbox, là họ có thể cực kỳ là quen thuộc với cả cái hệ điều hành này, bấm bật phát vào play luôn như bình thường anh em ạ. Đấy, rất là nhẹ nhàng đúng không? Nói chung là mình nghĩ rằng tương lai của SteamOS là một tương lai rất là mạnh mẽ. Proton là một thứ cực kỳ là kinh khủng mà Valve đã cố gắng phát triển từ rất lâu nay. Và mình hy vọng rằng một ngày chúng ta không cần phải lựa chọn, không cần phải dựa vào Windows nữa. Mình cũng rất là cảm thấy vui khi mà gần đây Mac hay chính xác là Apple họ cũng ra một cái trình dịch Proton như kiểu này dành cho hệ macOS của họ, và hy vọng cái đó có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Còn anh em thì sao? Anh em vẫn đang chơi chính trong Windows đâu? Mình đoán là như thế rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Anh em có bao giờ có ý định chuyển sang SteamOS hay không thì hãy để comment ở dưới nhá. Còn nếu mà anh em hứng thú với cả những sản phẩm đấy, thực sự nếu mà nói mà không có 8GB RAM mà đây là 16GB thì bộ máy này rất mạnh. Tốc độ load thì không thể nào mà tưởng tượng nổi với cả chiếc SN770 luôn. Nếu anh em hứng thú với cả chiếc Ryzen 5 5500, một chiếc CPU 6 nhân 12 luồng rẻ nhất hiện tại Hacom bây giờ, hoặc là một chiếc SSD PCIe Gen 4 rẻ nhưng mà tốc độ xịn nhá, thì anh em có thể hứng thú với sản phẩm này. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhé.